Thì em chỉ mong buông cái người mà quen với chồng em á, người phụ nữ với nhau mà ai cũng là một phụ nữ biết thương cảm. Thì buông tha cho chồng em về sống với con đi, ví dụ hai người có thương quá thì đến lúc cũng được nữa. Em chấp nhận hết, em chỉ sống vì con thôi. Em sợ tội nghiệp con em không có cha rồi chứ em có sợ gì. Mà con em nó còn nhỏ xíu lắm anh, hồi lúc đó em bắt tại giường luôn á. Trời ơi, bắt tại giường luôn. Dạ, bắt tại giường luôn mà nó về nó quýnh, nó nắm đầu em, nó quýnh tới tấp luôn. Mà em mà vẫn lúc đó em đau lắm. Mà vẫn tha. Dạ, vẫn tha thứ cho nó. Trời ơi, mình bắt được mà vẫn bị đánh. Dạ. Rồi xong cái hôm về. Hôm em bắt này em đi mấy người? Dạ em đi có mình em à. Trời ơi, đi bắt ghen, đi bắt người vậy mà một hả? Dạ. Rồi cái lại cái em kêu nó ra thì nó cái chủ nhà trọ đóng cửa trước thì nó chạy đằng cửa sau, hai đứa chạy đằng cửa sau. Trốn luôn. Trốn luôn, mất tiêu luôn. Rồi về nó chạy luôn. Đầu nó nói em làm nhục thế này kia. Thế hôm đó em bắt được là người ta đã có mặc đồ không? Dạ anh lúc đó mặc đồ rồi. À là xong rồi đúng không? Nhưng mà không có vô trong, không có vô được trong cái chỗ nó ngủ, chỉ đứng ngoài cửa thôi. Mà thấy hai đứa chạy ra đường hè. Rồi xong cái em mới nói về ấy đi, em tha thứ cho anh hết, về sống về con đi. Cái nó đụng má mày, mày nghĩ sao vậy, tao vậy mà mày già mày xấu mà mày đeo tao hoài vậy, tao hết thương mày rồi mà cứ đeo tao hoài. Trời ơi. Cái em thương chồng em quá trời, em về em chỉ biết con đường chết thôi. Cái em nằm em khóc mấy tháng trời luôn, em không ăn không uống gì hết. Cái em nhận vô bạn em á, nó mới kêu đi em đi làm bùa nó. Ừ. Đi lên An Giang làm bùa. Ừ. Rồi làm sao mà nó quay đầu lại được 3 năm nay đó. Ồ. Rồi em cho anh biết này, em quen với cái chồng em ấy là quen lâu chưa? Dạ quen gần năm rồi, hai đứa thương nhau rồi tự ở rồi tự đăng ký kết hôn anh. Ừ. Tự đến với nhau. Dạ. Quen biết và tự làm quen và đến với nhau, yêu đương nhau đúng không? Và đăng ký kết hôn thành vợ chồng. Hiện nay em có con chung chưa? Dạ có. Mấy bé em? Có một đứa đầu 5 tuổi rồi anh. Vậy là em ở với chồng này là mấy năm rồi? 6 năm rồi. 6 năm, được một bé 5 tuổi à? Dạ. Em hiện nay đang làm công việc gì và ở đâu? Em làm công ty ở Trà Nóc anh. Trà Nóc, Cần Thơ hả? Dạ. Thế còn chồng em? Chồng em thì không có làm gì hết á, ở nhà chăm con thôi à. Trời ơi, sao không ạ? Sao chồng em mà không kêu em ở nhà chăm chăm con đây, chồng đi làm mà để cho em đi làm mà chồng ở nhà? Tại vì mẹ chồng em bị có tật á. À. Vì vậy cho nên để mẹ chồng nhà trông nom ha. Vậy là em sống bên bên em sống ở đâu? Sống gia đình chồng hả? Ở Phú Thọ Trà Sưng Sưng. Sống bên gia đình chồng? Dạ. À, em làm dâu? Cuộc sống có khó khăn lắm không em? Dạ cũng đủ đi làm, mẹ chồng cũng sống được. Mẹ chồng em bị tật lâu chưa? Bẩm sinh hồi nhỏ anh. Ô trời. Vậy là gia đình em, gia đình chồng em được mấy người? Dạ ba người anh em. Ừ. Chồng em là thứ mấy? Út trong gia đình. Hiện nay là em làm dâu ở đó. Dạ. Với chồng em và một người con. Ngoài ra còn có ai ở nữa không? Có mẹ chồng nó còn ai dạ, nữa không? Có hai chồng ở với mẹ. Ở với con hay anh em có chồng hết rồi. Ừ. Mọi người ở riêng ha. Dạ. Vậy là chồng em từ khi ở với em đến giờ phút này là không đi làm gì hết? Dạ. Mẹ chồng em tật rồi có đi được không? Dạ đi cũng nhắc nhắc cũng được. Ừ. Thế ba chồng? Ba chồng mất lâu rồi. Ô trời. Em cho anh biết này, chồng em trước đây đã từng có vợ chưa? Dạ không, trai một của anh. À, gọi trai tân hả? Dạ. Trước chồng em gặp em ở đâu? Thì cũng làm trong quán đó, rồi gặp. Ừ. Em mà đó em nấu ăn trong quán đó. À, gọi là chồng em đi ăn không gặp á? Hay sao? Dạ đi nhậu trong quán rồi gặp. Xong gặp, thấy dễ thương rồi gặp hả? Dạ. Thế tội ha. Rồi em cho anh biết này, tại sao đến giờ phút này là chồng em bỏ đi? Em cũng biết lý do làm sao nữa. Chồng em thương em lắm. Rồi từ ngày em đi làm á, ngày nào cũng đi hết á. Rồi cái tự nhiên cái về cái em nghe mấy người bạn á nói câu bộ có bạch gì đó, rồi em không có tin. Cái em nói ở nhà lo cho con đi, em đi làm kiếm tiền. Cái về nghe người ta nói gì đó, rồi em theo dõi. Cái em về em nói anh à, anh người ta nói gì đó anh có không? Cái anh nói nghe ta nói không mà mày theo ta ở đi. Cái em về em cũng khuyên anh hết lại, nói con mình còn nhỏ lắm, tội nghiệp lắm á. Giờ dù anh có sai lầm bất cứ chuyện gì nữa, em cũng tha thứ cho anh hết á. Anh về anh sống với con đi.
Nói gì anh cũng mà tối ngày suốt ngày chỉ đi ăn chơi nhờ đá gà đá bọng gì, ông lo cho con bỏ học bỏ hành vậy đó. Rồi về em nói gì cái em dặn cái anh quýnh em bữa đó, quýnh em muốn gần chết gì đó, rồi cái anh đuổi em đi ra ngoài, cái em buồn của em ra ngoài em sống với mẹ cái cha em bên ngoài á. Rồi cái ở nhà cái tự nhiên cái nó điện, cái điện ban đêm á thì máy bận không à, điện 1-2 giờ đêm thì máy bận không à. Rồi cái em mới nói bộ anh có bộ hay gì mà sao ban đêm em điện anh không được, bây giờ anh xin lỗi em đi rồi em về sống với anh, chứ con mình còn nhỏ tội lắm, tại vì em sống có mặc cảm lắm, vì anh quýnh em mà em tự nhiên em về thì anh nói em mà này kia nữa em không muốn. Cái tự nhiên cái kêu năn nỉ về, kêu anh năn nỉ về, cái anh không năn nỉ, anh nói mày đi vậy luôn đi, tao giờ tao không thích sống với mày nữa, tao giờ có người khác rồi. Cái em nghe em đau lắm, em nói vợ bây giờ mình sống vì con đi, không thương em nữa thì anh thương con Xu đưa nó đi học, còn em thì em làm bên ngoài em lo cho con em. Cái tự nhiên bữa đó về cái xong cái em mới nói với ảnh đó, bây giờ sáng đưa con Xu đi học đi, cái tự nhiên điện một cuốc đầu rồi qua ngày sau rồi phi bao hết dân đi tới bây giờ luôn. Rồi cái tới ngày lễ Noel á em thấy anh chở Nhung bồ anh đi chơi, em rượt theo mà rượt không kịp anh chạy mất tiêu luôn. Rồi em điện cho ảnh á thì ảnh nói là mày về mày lo cho con mày đi, giờ tao hết thương mày rồi, giờ tao có người bên ngoài rồi, người ta mà lại ăn tiếng ngọt mềm mỏng hơn mày, mày đàn bà mà mày nói chuyện hung dữ, giờ tao không thương mày nữa. Rồi em khóc quá trời khóc, bây giờ em cũng không biết làm gì. Em giờ còn yêu chồng không? Em thương chồng em từ xưa đến giờ mà. Ừ. Vậy là đến giờ phút này em phát hiện là chồng em có bồ khác đúng Dạ không? À, em biết người đó ở đâu không? cũng gần ở cầu số tư anh, Ừ. em nghe ta nói là có bồ gần cầu số tư á, Người ta lớn tuổi hay nhỏ tuổi? con nhỏ cũng chắc lớn hơn nó mấy tuổi gì đó mà Ừ. có chồng có con thôi năm mấy rồi. Vậy là chồng em tiền ở đâu? Anh cho anh hỏi tiền ở đâu mà đá gà? Đi chơi? Đi Em ăn nhậu? cho em đi làm về có nhiêu là anh lấy hết, anh đi chơi hết Trời rồi, ơi. làm nhiêu là anh lấy hết. Từ xưa giờ luôn hả? Dạ hồi đó Em giờ đi anh làm, không làm cho gì anh hỏi một chung câu tế nhị này, em đi làm một tháng được mấy triệu? tháng cũng 7-8 triệu gì đó. Bao nhiêu về đưa nhiêu đưa hết? Dạ Mà chồng đi chơi hết. bao nhiêu là anh lấy hết, anh Con không của có em, lo gì trong nhà chứ. con của em đi học chưa? Con em đi học rồi, đang học lớp mầm á, Tiền đóng học ai ai đưa? em đưa em lo mọi thứ hết luôn. Thế còn ngoài ra là chồng lấy hết. Dạ Tối em về là có đồ ăn đồ uống đàng hoàng đầy đủ không? Ai là người nấu cơm? em về tự làm tự nấu Chồng lo em chỉ ở nhà ăn chơi như vậy thôi. dạ Con ai đi học, ai đưa đi học? nó thì có khi đưa có khi mượn ta đưa vậy đó. Ồ, có khi không. Dạ Nhưng mà mẹ chồng ở nhà chị không không lo luôn. dạ Đúng mẹ không? chồng em bá dễ thương lắm, bá thương em lắm, Ừ. bá cũng khuyên em hết lời, bá nói gán trả nợ thì con chừng nào bá hết nợ cũng bỏ nó. Vậy là mẹ chồng em đang nói chuyện như vậy là có thể là cái duyên cái nghiệp đúng không? Dạ Mình phải chịu như vậy hả? Em có nghĩ rằng như vậy không em? thì mẹ bé cũng nói em gì đó, bà nói ta thương mày à, ví dụ cứ dắt bao nhiêu đứa về ta cũng không chịu, chứ tại vì hồi đó giờ em lo trong nhà em cửa đầy đủ hết không có thiếu gì, chứ Em có chửi chồng, có đánh chồng bao giờ không em? nói chung mà đàn bà ai cũng nóng hết trơn, đi chơi thì cũng la gầy cũng chửi, nói chung mà em tánh năng lắm lắm, về cũng chửi la này kia gì đó, tức quá thì chửi la nói thôi chứ không có bỏ được, dặn là đi 5-10 ngày về vậy đó. Em cho anh biết này, từ khi mà em sống với chồng đến giờ phút này em phát hiện được hoặc em bắt được hoặc chồng em đã từng bỏ nhà đi để theo nhân tình hoặc theo những người con gái khác bao nhiêu lần rồi? Thì cũng 2-3 lần vậy đó, mà lần đầu em tha thứ rồi, cũng có đợt đó cứ bắt tại nhà trọ luôn, rồi em tha thứ em nói với thôi gì sống vì con đi, em còn thương anh lắm, bao nhiêu chuyện gì em cũng bỏ qua cho anh hết á, về sống đi, rồi về sống đâu cũng được năm mấy 2 năm vậy đó, bây giờ tái diễn lại nữa. Em có nghi ngờ rằng chồng em trước đây là cái tính nào tật đó trước đây cũng đã từng cặp kè rất nhiều người vì vậy cho nên là Dạ thì cái tánh thì nó lăng nhăng từ xưa tới giờ, mà vậy giờ em thương nó quá em bỏ không được, em chỉ nghĩ con đường chết thôi chứ giờ bỏ nó không có được. Trời đừng em ơi. Chồng em cao 1m mấy? Tướng đẹp trai không? Sáu mấy hả? Xong Sáu hai gì á? xong hai thì cũng thấp mà, Dạ đâu phải là cao. Chồng em trước đây quen em là có làm công việc gì không? hồi đó giờ không có làm gì chứ, Trước cái thời điểm em tìm hiểu đó. dạ không có làm mà cũng ở nhà ăn chơi nhỉu nhỉu Thế gì thế đó. em quen chi vậy?
Hai người ta trẻ đẹp trai. Tại vì thương mà cũng không biết duyên nợ làm trời sao nữa. ơi. Chồng em mất rồi gặp anh này tự nhiên rồi vô ghẹo ghẹo rồi thương luôn tới trời giờ. Trời ơi, gù gù lan luôn. Trời đất ơi. Anh thực sự anh không phải là khen hay chê ở đây. Dạ. Anh muốn giúp em thôi, nhưng mà anh nhìn em mà có thể là những năm về trước em rất dễ thương. Dạ. Ừ. Nhìn hiền hậu mà, nhưng mà em có hung dữ lắm không? Nói chung là cái tánh em nóng như đàn ông vậy đó, em không có dằn được. Mỗi lần nóng lên thì nhà cửa em đập banh luôn. À. Đập luôn. Dạ. Quánh... nóng lên không có được mà chút xíu rồi hết à. Quánh chồng không? Nhiều khi cũng tán hai bạc tay. Trời ơi đất quỷ thần. Chồng em có tán em cái nào không? Có, quýnh như lắm nhiều. Trời ơi. Giờ quýnh như lắm quýnh luôn. Nếu mà để thả sức lên em đánh nhau, hai người vật lộn nhau là ai thắng? Nói chung chắc cũng cân bằng với nhau. À, 50-50 ha. Dạ. À. Thế tối vật nhau là ai thắng? Cái đó không biết. Cái đó hên xui à? Trời đất ơi, dễ thương này mà để cho chồng bỏ luôn. Em bây giờ em hãy nói một điều gì đó để cho chồng em xem video này. Chồng em thương em, quay trở về với em và với bây con. Giờ em chỉ mong về sống với con đi. Giờ không thương nữa. Anh cho em ra ngoài sống không được nữa. Giờ về tới lui thăm đưa con cái đi học thôi. Em chỉ mong cầu vậy thôi cũng được. Không cần anh ở với em. Tại vì đứa con trước của em á đâu có cha rồi. Em sợ con cái thiếu cái tình thương cha. Em không muốn. Mà hồi nãy giờ nó đi gần nó có vợ bé. Chứ không bao giờ tao đã bỏ em đi đêm hết trơn. Nó cũng quay về à. Mà lần này bỏ đi luôn. Dạ. Lần này chắc cắn câu rồi. Vậy là chồng em mê lắm rồi. Con em nó thương lắm. Em mà quýnh chút xíu là nó la nó gầy nó quýnh em rồi. Nó không có chơi gớm. Mà giờ cái em gặp nó, cái em điện cho nó bắt máy. Cho nó nói con mày nuôi đi, tao không cần nữa. Giờ tao không cần bất cứ gì hết trơn. Mày bắt con mày đi. Giờ người phụ nữ cái người ta làm bùa rồi. Mày đã yểm rồi. Mà quen nghe nói là quen lâu lắm rồi. Em đi làm suốt ngày em đâu có ở nhà đâu mà em biết. Em đâu có quản lý được. Gia đình còn nghèo khổ thì lo làm ăn thôi chứ em đâu có sợ con mình khổ. Nói thì nó không đi làm thì mình thì đi làm nên mình lo cho con mình. Hai đứa con là không phải đứa đâu. Mình lo ở đây rồi lo con ở ngoài nữa. Tại sao em không đề cập là em ở nhà để trông con, hoặc là hai vợ chồng đều đi làm để kiếm tiền mà để cho chồng thì ở nhà ăn chơi vậy? Có kêu em ở nhà nhưng mà em nói cái chi tiêu của anh đi làm á, anh không có được làm bền á, hay làm một hai ngày rồi anh nghỉ. Còn em thì làm suốt năm suốt tháng chứ không có ngày nào nghỉ hết. Em chỉ làm nói chung là cái công việc làm suốt ngày luôn, không có ngày nào nghỉ hết. Chỉ có bệnh hoạn em mới nghỉ thôi. Em sợ con em khổ, em gán em mưu vào em kiếm tiền á. Hiện nay cái người con của em ấy, con đầu ấy, hiện nay đang ở đâu? Ở ngoài Thế An á anh. Thế An ở đâu? Ở đây cũng gần Cần Thơ mình luôn mà. Con em nhiêu tuổi rồi? Mười mấy tuổi rồi. Trai gái? Trai. Con học không em? Dạ đang đi học anh. Vậy là hiện nay là em phải nuôi à? Dạ, em người nuôi con đó em nữa. Đang học. Thế tội quá. Hiện nay là chồng em á, bỏ đi đến giờ phút này là bao nhiêu ngày rồi? Đi gần tháng rồi anh. Gần một tháng? Dạ. Đi là tối hay ban ngày em? Dạ đi ban đêm luôn. Ban đêm em rồi. Chỉ có một cuộc rồi đêm đó anh đi luôn đó. Anh khoảng, khoảng mấy giờ đêm? Khoảng 10 giờ. 10 giờ đêm luôn, 22 dạ. giờ đêm. Dạ. Gọi lửa đêm rồi bỏ trốn luôn hả? Điện em nói là em đang ở đâu, nói em đang ở nhà trọ, em ở sáng em đi làm. Cái tự nhiên hồi cái nó hỏi em điện lại cái rồi đêm đó là cuốn đồ đi luôn đó. Trời. Em cho anh hỏi là hai vợ chồng em trước đây là bình thường không có chuyện gì xảy ra? Không có là, chuyện gì hết trơn á. Là bao nhiêu ngày gặp nhau một lần hoặc bao nhiêu ngày về với nhau một lần? Có khi 3-4 ngày, có khi một ngày không chừng. Chị như ánh điện rồi em về với nó. Nhưng mà cho anh hỏi tại sao từ chỗ em đi làm về về nhà có xa không mà tại sao em phải ở trọ? Tại vì có khi tăng ca đêm á anh nó mệt, rồi em về không được. Thế em thuê trọ hả? Dạ thuê trọ chứ. Oh. Làm cái khi ca đêm em đâu có về được đâu. Em ở dưới rồi ở đây thì nó vậy đó. Bỏ nó đi. Hay là chồng em nghi ngờ em có bồ? Có đâu. Có em không? Chung thủy thương anh lắm, em không có. Anh chung là anh thương em, anh ghen. Anh nhiều khi anh nói là bộ mày có bộ dưới sao mày không về này kia vậy đó. Em nói không có. Anh không tin em thì anh xuống dưới anh coi. Mà Zalo thì mở sáng đêm. Chứ đâu phải mà ở dưới mà Zalo không mở đâu. Vậy em ở dưới thì nói anh không tin vậy mở Zalo sáng đêm em ngủ cho anh coi. Vậy đó mà cũng vẫn ghen, chồng em ghen ghê lắm. Nó ghen là nó quýnh em chích lên chích xuống vậy đó. Trời ơi.
nhưng mà vẫn bỏ em, không biết sao. Ghen thì ghen, yêu thì yêu, nhưng mà bây giờ gặp người khác là yêu hơn. Có mới lời cũ rồi. Mà người đàn ông như này em còn thương chi nữa em? Bây giờ em không biết sao, em không bỏ được, em không biết sao. Người đàn ông này, người chồng em này có cái gì đó để em mê muội nhất? Mẹ nói chung mà cái gì cũng không hoàn hảo hết, mà em không biết mắc nợ gì. Đá gà này, đá gái này, quánh em này, nhậu này, còn gì nữa không? Thì nói chung mà không có hoàn hảo, nhưng mà tại vì em không biết mắc nợ kiếp trước gì, sao em thương em không biết luôn. Từ hôm chồng em đi đến giờ phút này là chồng em à, không có nói là về nữa đúng không? Dạ. Đi tới giờ nó không có về, nhưng mà về thì núp núp ở ngoài không à. Núp đâu chị? Núp ở ngoài quán ở xóm á. Về cái em gặp cái tự nhiên bỏ chạy vậy đó. Chạy luôn? Ừ, tự nhiên gặp em cái em kêu lại cái bỏ chạy, cái em nói anh làm gì anh bỏ anh chạy này kia vậy đó. Rồi cái điện thoại cho anh cái nói mày về mày lo cho con mày đi, giờ tao không thương mày nữa. Bây giờ tao về đây mày ly dị, tao không thương mày nữa. Chừng nào mày hè ra tòa đi tao về tao ký. Nói anh ơi, con mình còn nhỏ tội nghiệp lắm, bây giờ anh không thương em á thì ví dụ đi anh có thương nhỏ đó thì anh về ban đêm á anh đi ngủ với nó cũng được, ban ngày anh lo con cái đi học. Trời ơi. Em chấp nhận hết, em đồng ý như vậy luôn. Dạ, em tha thứ hết luôn. Nhưng mà ra ngoài nó muốn sống với nhân tình của nó thì nó thương rồi, nó muốn ra ngoài sống rồi, nó không để cho em được cái sự ràng buộc nó. Có là em chấp nhận cho chồng đi với bồ qua đêm. Dạ. Nhưng mà sáng mai vẫn về. Trời ơi, người phụ nữ này hiếm lắm. Em kêu nó về đi rồi. Thế vậy là em sống thì em bỏ luôn cho quách cho xong đi. Tại vì em không biết đầu óc của em sao luôn, em không nghĩ sao luôn. Bây giờ có người đàn ông khác đến với em, thương em luôn. Tại vì em không thương được. Em có bỏ được không? Người em thương em không bỏ được. Trời ơi, thương dữ vậy hả em? Trung tình ha. Hồi đó giờ không bao giờ em bỏ chồng bớt được. Nhưng đến giờ phút này là chồng em đã bỏ em rồi đó. Bây giờ em hãy nói chuyện là thật sự tình cảm nhất trên câu chuyện này. Dạ. Để hy vọng là chồng em xem được, hoặc là cái người bồ đó xem được, người ta hãy buông tha chồng em để chồng em quay trở về cùng với em, đặc biệt với con em đi. Thì em chỉ mong buông cái người mà quen với chồng em á, người phụ nữ với nhau mà ai cũng là một phụ nữ biết thương cảm. Thì buông tha cho chồng em về sống với con đi. Ví dụ hai người có thương quá thì đến lúc cũng được nữa. Em chấp nhận hết, em chỉ sống vì con thôi. Em sợ tội nghiệp con em không có cha rồi, chứ em có sợ gì. Hiện nay là con của em ấy, đứa nhỏ này nó biết là ba đi theo bồ chưa? Nó hỏi hoài à. Nó nói nó biết hết trơn à. Nó nói cha có vợ nhỏ bên ngoài về quýnh mẹ hoài à, con cũng thương cha nữa. Nó nói với em vậy đó. Đây ngày lễ Noel nó nói với em á, mẹ mẹ sao cha đi đâu rồi, cha theo vợ bé không, chị về chở con đi chơi. Em nghe mà em đau lòng lắm. Em có sợ là một ngày nào đó mình chính thức mất chồng không? Vì em cũng không biết làm sao nữa. Mất chồng vậy em chỉ có con đường chết thôi, chứ em không còn cái gì chứ. Trời ơi, ai nuôi con em đây? Em không nghĩ con em chết thôi, lúc mà con em nó còn nhỏ xíu lắm anh. Hồi lúc đó em bắt tại giường luôn á. Trời, bắt tại giường luôn? Dạ, bắt tại giường luôn, mà nó về nó quýnh nó nắm đầu em, nó quýnh tới tấp luôn. Mà em vẫn... lúc đó em đau lắm. Mà vẫn tha? Dạ, vẫn tha thứ cho nó. Trời ơi, mình bắt được mà vẫn bị đánh. Dạ. Rồi xong cái về... Hôm em bắt này em đi mấy người? Dạ, em đi có mình em à. Trời ơi, đi bắt ghen, đi bắt người mà em mua một hả? Dạ. Rồi cái lại cái em kêu nó ra thì nó cái chủ nhà trọ đóng cửa trước thì nó chạy đường cửa sau, hai đứa chạy đường cửa sau. Trốn luôn. Trốn luôn, mất tiêu luôn. Rồi sách quần chạy luôn. Đầu nó nói em làm nhục thế này kia. Thế hôm em bắt được là người ta đã có mặc đồ không? Dạ lúc đó mặc đồ rồi. À làm xong rồi đúng không? Nhưng mà không có vô trong, không có vô được trong cái chỗ nó ngủ, chỉ đứng ngoài cửa thôi. Mà thấy hai đứa nó chạy ra đường hè. Rồi xong cái em mới nói về ấy đi, em tha thứ cho anh hết, về sống về con đi. Cái đó đụng má mày, mày nghĩ sao vậy, tao vậy mà mày già mày xấu mà mày đeo tao hoài vậy, tao hết thương mày rồi mà cứ đeo tao hoài. Trời ơi. Cái em thương chồng em quá trời, em về em chỉ biết con đường chết thôi. Cái em nằm em khóc mấy tháng trời luôn, em không ăn không uống gì hết. Cái em nhận vô bạn em á, nó mới kêu đi em đi làm bùa nó. Ừ. Đi lên An Giang làm bùa. Ừ. Rồi làm sao mà nó quay đầu lại được 3 năm nay đó. Ồ. Sống tới 3 năm nay đó, nó quay đầu lại nó thương em. Làm cái nào hay vậy? Em cũng không biết ông thầy đó, không biết bây giờ còn sống hay chết nữa. Ừ. Thế em hãy tìm đến chỗ ông thầy đi em cho nên ông. Bây giờ em chỉ mong cầu
Em chỉ mong cầu là ông thầy anh chánh làm bùa cho quay về sống với chồng em. Giờ bây giờ là bây giờ em phải làm lặng liều lặng hơn. Dạ. Yêu nhiều hơn, không đi được nữa, cứ đi là nóng ruột sực sực lên rồi được. Về rồi cái ở được 3 năm nay rồi bây giờ cái như là hết bùa với anh. Ờ, hết bây thuốc giờ, rồi hết thuốc giờ anh muốn quay đầu lại. Em cho anh hỏi này, em là người Kinh hay người dân tộc Khmer? Em người Kinh anh. Người Kinh hả? Dạ. Em quê gốc ở Cần Thơ mình luôn. À, con chồng em là người Khmer. Dạ. À, tội nghiệp. Trước khi mà em đến sao em không tìm hiểu cho kỹ đi? Chồng đá gà đá vịt đá gái như vậy quen chi vậy em, khổ đấy. Lúc đó thì sống mình chồng sướng. Em mắc rồi, em chỉ sống cô đơn thì bơ vơ ha. Mình để có một người nương dựa để mình lo cho con mình thôi. Nhưng mà em phải cố gắng tìm hiểu cái người nào đàng hoàng chứ em. Tìm cái người đàn ông người ta trung tình chứ, người ta nghèo cũng được chứ. Em tìm cái người đàn ông mà người ta trẻ tuổi hơn em, ít hơn em rất nhiều tuổi. Cái thứ nhất, cái thứ hai ấy, là người ta chưa vợ chưa con. Cái thứ ba người ta không nghề nghiệp, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng như vậy thì em làm chi vậy? Để đi hay đi hầu người ta ở mình cho sướng chứ tội gì thì khổ em. Đúng không? Yeah. Em thấy giờ hối hận chưa? Đúng không? Bây giờ em vẫn mong muốn là vợ quay, à chồng em quay trở về. Yeah, dù rằng không sống với nhau nữa nhưng mà vẫn mong là chồng thì nó quay về. Nếu mà chồng có quay lại thì em tha thứ mọi chuyện hết, về sống với con, rồi con cái đi học. Còn nếu mà nó có thương nhân tình nó quá thì nó lén lút bên ngoài em không nói, em cho chấp nhận em quen luôn. Nhưng mà chỉ về sống với con em, đang có tinh thần em đi làm thôi. Chứ giờ em không còn tìm cách nào hết chứ. Hồi nãy giờ chồng em bây giờ tuy rằng nó có ngoại tình thiệt, nhưng mà chưa bao giờ nó bỏ em nó đi như vậy. Nhưng lần này là cắn câu rồi. Nhưng bây giờ lần này nó đi luôn, nó không muốn về. Mê muội rồi. Mà tại sao người phụ nữ kia cũng khờ dữ vậy? Chồng em có bùa em, chắc em có làm sợ bé nó không biết á. Nói thì nó miệng lưỡi lắm. Có khi bé kia không biết rồi nói thôi vợ trời. Này kia rồi đó. Vậy là chắc em ngày xưa nghe những lời ngọt 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 ngào đúng không? Dạ. Ôi trời, phụ nữ nói chết thì ngọt miệng ngào nó thôi. Miệng lưỡi nó dữ lắm. Nó ngọt là hỏng thôi. Em thấy anh nói chuyện với em có ngọt không? Dạ ngọt. Ngọt hả? Anh nói chuyện bình thường mà đâu có ngọt đâu. Chắc chồng em nói chuyện rất ngọt hả? Dạ. Ngọt là mê muội luôn. Dù rằng bắt được nhưng mà về vẫn còn bị đánh. Mà về vẫn tha. Bắt được bỏ luôn. Tha thứ biết bao nhiêu lần rồi. Mà về dặn là tính nào cũng tật nấy. Thương quá thì làm bùa sống được thời gian rồi. Hết bùa nó cũng quay lại con đường bị gan vậy đó. Thôi bây giờ thì dù gì nó cũng là duyên phận rồi. Mọi chuyện nó xảy ra rồi. Thì hôm nay em về đây nhờ anh em về Chí Bình Dương ghi hình. Thì các anh em sẽ đăng thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội. Để hy vọng là sớm tìm được chồng của em. Để có một cái cuộc trò chuyện em nhé. Em mong chồng em về sống với em với con được ạ. Giờ nó không thương em cũng được, sống với con đây cũng được. Rồi hôm nay em về đây nhờ anh em chị Bình Dương ghi hình. Dạ. Em có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của em và chồng em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm chồng không? Dạ, dạ chịu. Em có thể em nhắc lại là em họ tên là gì, nguyên quán ở đâu? Dạ, quê quán em Cần Thơ, em tên Bùi Thi Lanh. Năm nay nhiêu tuổi? Em 35 tuổi. Chồng em? Chồng em 26 tuổi. Em nha. Tháng này em đâu ăn uống chứ được, có hồi sáng giờ không ăn uống gì. Nguyên ngày qua luôn nữa. Cố gắng ăn nhiều lên em. Ăn không vô. Ăn đi là lấy sức thì còn nuôi con chứ. Hiện nay em đang sống bên nhà chồng. Dạ. Em có tài sản riêng không? Dạ không, không chỉ có mằng có nhiêu rồi đó. Nói chung là em ưng nó thì chỉ ở nhà thuê thôi. Rồi từ ngày về nó thì cũng có hai vợ chồng làm cành cụm cũng được mua được cái nhà ở chung với mẹ. Bây giờ được ít thôi chứ không có được dư lắm. Vậy là nhà lớn không em? Hết nhiều nhà nhiều tiền không? Dạ hồi đó mua có trăm mấy chục triệu rồi anh. Nhưng mà giờ đủ ở không? Dạ được ổn. Vậy tốt rồi. Dạ. Nhá, dù gì cũng có chỗ chui ra chui vào. Dù đẹp hay là không thì nó cũng không thành vấn đề. Nhá. Mình cũng không phải thuê mướn gì cả. Nên bây giờ anh cố gắng. Thì các anh em sẽ đăng tải thông tin của em lên tất cả trang mạng xã hội để tìm chồng em nhé. Dạ. Em có đồng ý không? Dạ em đồng ý. Rồi anh cảm ơn cuộc chia sẻ của em. Anh chúc em luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc và thành công. Dạ. Hy vọng là một vài ngày tới thì anh em mình Chí Bình Dương sẽ sớm mà tìm ra thông tin chính thức chồng em ở đâu. Giúp chồng em quay trở về cùng với gia đình em nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, ở đây là cái câu chuyện là thực sự là em gái này về đây chia sẻ câu chuyện là rất dễ thương. Nhưng mà không hiểu lý do nào đó mà chồng ăn chơi, nhậu nhẹt, nói chung là đủ trò. Nhưng đến giờ phút này vợ vẫn tha thứ. Hy vọng là em trai đang ở đâu đó em xem được video này thì hãy thương vợ, thương con mình. Hãy quay trở về cùng với chồng và cùng với vợ của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.